cũng quên nói cho cả nhà, cái đời là bô này nó không có vết ngăn nha. Đó, mấy chị cả nhà nghe tiếng nè, đã không, bô này ở trong đi ra nó không có vết ngăn nha, bô này không có vết ngăn. Thông thường những con máy thường mà nó có bánh nhanh. Ok nha. Về chưa? Gà tì ha, tiếu quá cả nhà. Nè thắng sơn. Chào cả nhà. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho nhà một em Bitin 024 AV. Đó. Đây là phần lốc máy của em nó nè. Nhìn thấy ha, từ bên này. Thấy giờ thùng xăng ha. Thùng xăng phải nắm trắng tinh đã ha. Đó. Máy móc bên em thì ghim nguyên bản cho cả nhà. Đó. Em. Đó. Đây là bộ hơi nè, cả nhà có thể xem qua video luôn. Đó. Còn nhân ngang, đẹp chưa? Máy móc bên em thì rất là nghiêm chỉnh, máy còn rất là liền, các nhà thấy xem. Máy rất là liền nha. Rồi bây giờ em sẽ lắp từng phụ kiện này vô. Đó, từng phụ tùng của nó vô. Từng bộ áo, từng bình xăng con, ron các thứ vô cho các nhà xem. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng món đồ một luôn nha. Đây là phần bộ máy nha các nhà. Đây, bugin ha. Cái tin nó đóng nè. Thấy không? Cái tin win còn ok. Rồi, giờ sẽ ráp vô nha cả nhà. Tiếp theo là phần mặt giật ha nha. Đây, mặt giật made in quạt money ha. Đẹp chưa? Đó, đây, thì tiền nó đóng nè ha. Rồi, giờ sẽ lắp nó vô luôn nha. Giật kim nó nè. Đẹp chưa? Vô. Tiếp theo là thằng phần bình xăng con nhé nha. Đó. Thằng AV này nó xài bình xăng con của thằng Tucson nha. Đây, Tucson ha. Đây. Tucson. Ha mà đi lật. Đó, nhưng mà đời này nó là đít nhôm nha. Đây, đít nhôm. Thấy không? Super nó là đít nhựa nè, đít nhựa đen. Đó. Nhưng mà cấu tạo nó thì y chang nha thôi, không gì hết. Nè, đi lật. Thấy à? Đời này em nghĩ chắc nó sẽ bốc, chạy khá là bốc. AV mà bình thuốc sơn là chạy bốc lắm. Rồi, giờ sẽ lắp nha. Thank you.
Tiếp theo cho cái nhà là bộ áo ha. Đây, bộ áo. Đây là bộ áo ha. Tin 024, đẹp chưa? Đó, có zin nha. Tin đóng đây ha. Đó, này lật lên. Đóng chỗ này nữa ha. Đó, tin. Đây là cái lọc nha. Lọc gió ha. Đó chưa? Gió màu trắng. Này, vô. Đây là phần dàn áo. Nha. Ok, nó không máy ha. Ốp lam. Ốp lam thì gắn vô gì thấy nha. Này ốp lam rin đó nè. Lam rin ha. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ gắn lam sơn vô và cho cả nhà nghe tiếng máy nổ cũng như là tham khảo thêm về lam sơn của em này luôn nha. Xin chào cả nhà đã quay trở lại ha. Đó, máy đã được bên em gắp lam sơn hoàn hảo rồi đó. Đây cái lam xích rin ha. Lam này thì nó dài 47cm nha cả nhà. Đó. Rất là vừa xài. Máy thì tinh tương rất là đẹp. Cả nhà có thể xem. Đó. Đã chưa? Máy này được đây em canh chỉnh ngọt ngào hết rồi nha. Về công suất con này thì nó nồng 42 ly, 42cc. Xích-rin 024AV. Rồi, giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Em cũng quên nói cho cả nhà cái đời là bô này nó không có vết nhăn nha. Đó mới chỉ cho nhà nghe tiếng nè, đã không, bô này ở trong đi ra nó không có vết nhăn nha, bô này không có vết nhăn. Nghe tiếng nha, thì rất là đã. Thông thường thì những cái máy thường mà nó có vết nhăn. Ok nha. Gà tì ha, tiếu quá cả nhà. Đây, thắng sơn. Tăng gạt lên ha, rồi giật lại. Rồi, về giá cả của em này em sẽ xin làm báo cả nhà qua số điện thoại 0868 76944. Sau đó em có Zalo, ở đây hiển thị góc màn hình cả nhà ha. Rồi, tin 024AV ngày hôm nay.